Tùng đang cảm nhận một điều rất là tráo ngoe trong chương trình này, đó chính là tất cả chúng ta đang nói về mùa lạnh giá, nhưng hình như là những ca khúc trong không gian ký ức lại hướng về những trái tim ấm áp nhiều hơn. Và giống như ca khúc vừa rồi mà tất cả quý vị vừa lắng nghe và cùng xem, đó chính là Christmas in My Heart cùng với Sarah Connor. Nếu như mà nhắc tới Sarah Connor thì chắc chắn mọi người sẽ nhắc ngay đến From Sarah With Love, một bản tình ca bất hủ trong trái tim của tất cả những người yêu nhạc thế hệ 8X và 9X. Ngày hôm nay vẫn một phong cách như cũ của Sarah, nhưng đậm chất Giáng sinh hơn và đầy tràn tình yêu hơn, với mong muốn luôn luôn có được một tình yêu ấm áp, hạnh phúc trong mùa Giáng sinh. Và hình như đó không chỉ là ước mơ của riêng mình Sarah, mà của tất cả chúng ta, đúng không nào? Và có một cái điểm nào đó Tùng đang cảm nhận rằng, hình như ngày xưa khi nhắc đến Giáng sinh, người ta sẽ mơ mộng đến một không gian ấm cúng hơn, nhỏ bé hơn, ít người hơn. Còn bây giờ, Giáng sinh là một mùa lễ hội chung của tất cả mọi người và tất cả mọi người đều đổ ra đường. Cho nên, Tùng sẽ cùng với quý vị thử xem qua là Giáng sinh xưa và Giáng sinh nay có những điểm gì khác nhau. Điều đầu tiên mà Tùng thấy khác nhất đó chính là nếu như Giáng sinh nay chúng ta đang chờ đến cận ngày rồi tìm những cái thiệp điện tử trên mạng xã hội để tặng cho nhau, thì Giáng sinh xưa chúng tôi phải mất ít nhất là một tháng trời ròng rã để suy nghĩ và để dành tiền, sau đó mua những cái tấm thiệp rất là đẹp để tặng cho bạn bè của mình. Dễ thương hơn nữa khi những tấm thiệp đó được chia ra rất là nhiều thể loại, thiệp 1.000, thiệp 5.000, thiệp 10.000 v.v. tùy theo chất lượng tình cảm của người mà chúng ta tặng thiệp. Và những tấm thiệp đó tới bây giờ Tùng không còn tìm được nữa. Đó là những tấm thiệp được mở ra với hình ảnh 3D về Giáng sinh rất đẹp, hoặc là những tấm thiệp nhạc nó đã bay biến theo thời gian mất rồi, và tất cả chúng ta đều đang tận hưởng những lá thiệp khác trên mạng xã hội. Không biết thế hệ trẻ có tiếc nuối những gì rất lãng mạn đã đi qua của quá khứ hay không. Điều thứ hai Tùng thấy sự khác biệt giữa Giáng sinh hôm qua và hôm nay đó chính là nếu như ngày hôm qua chúng ta dành nhiều thời gian cho gia đình hơn, tất cả mọi người sẽ cùng về nhà vào buổi chiều tối và ăn với nhau một bữa cơm ấm áp, thì ngày hôm nay Giáng sinh là tụ họp bạn bè, là ra đường phố, là rất náo nhiệt và ồn ào. Không biết là khi tham gia những bữa tiệc rất là ồn ào đó, quý vị có mong muốn được quay trở về nhà với gia đình của mình hay không? Điều thứ ba, Giáng sinh ngày hôm nay hình như là đang nóng dần lên, không còn lạnh giá như trước nữa. Vốn dĩ Sài Gòn thì chưa bao giờ có mùa đông, nhưng mà không biết là khán giả có cảm nhận giống Tùng không? Giáng sinh ngày hôm qua của Sài Gòn vẫn lạnh hơn bây giờ rất là nhiều. Và có một điều cuối cùng, đó chính là cho dù ngày hôm qua hay ngày hôm nay thì có một điều không bao giờ thay đổi. Giáng sinh là dịp để chúng ta yêu nhau nhiều hơn, mà những người yêu nhau thì sẽ tặng quà cho nhau. Bây giờ sẽ là món quà tiếp theo cùng với không gian ký ức. I love you, girl. I always
There's no better time. It's something to last for as long as you live. Tonight I'm gonna give you all my heart can give. You know I'll always be true to you. And you know I'm the one you can turn to. Anytime, any place, or anywhere, you know that I'll always be there. Oh baby, 'cause I've been waiting to give this gift tonight. I'm down on my knees, there's no better time. It's something to last for as long as you live. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Không Gian Ký Ức thì hình như có một phần rất là được yêu thích, đó chính là phần có những lá thư dễ thương đến từ khán giả. Và quý vị đừng quên là gửi tất cả những chia sẻ về tình cảm của mình thông qua Facebook của chương trình Không Gian Ký Ức quý vị nha. Ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ có một lá thư, một tình cảm của một ai đó. Và Tùng vẫn hy vọng rằng là mặc dù đây là tình cảm rất là cá nhân của một vị khán giả duy nhất mà thôi, nhưng nó sẽ nói thay nỗi lòng của rất nhiều người trong chúng ta. Xin chào anh Tùng Leo, xin chào Không Gian Ký Ức. Chuyện là em đã từng có tình cảm với một cô bạn học cùng lớp. Duy chỉ có một vấn đề, tuy là bạn đã cực kỳ thân, nhưng em đã yêu bạn ấy mất rồi anh ơi. Người ta thường nói tình yêu tuổi học trò chỉ là tình cảm nhất thời, nhưng em khẳng định rằng tình cảm em dành cho bạn ấy là rất chân thành. 3 năm trôi qua rồi bước vào kỳ thi đại học, hai đứa cùng hứa với nhau sẽ cùng cố gắng học hành. Kết thúc kỳ thi, bước ngoặt cuộc đời ấy, cả hai đều đạt kết quả tốt. Và em nghĩ đã đến lúc phải nói ra tình cảm của mình. Được ăn cả, ngã về không. Nhưng trong thâm tâm, em luôn mong mình được cả chứ chẳng ai muốn mình ngã bao giờ. Thế là em quyết định thổ lộ tình cảm với bạn mình. Em đã ngã anh Tùng ạ. Một cú ngã đã khiến cho em mất đi người bạn ấy, mất đi tình bạn vốn đã truyền cho em rất nhiều cảm hứng trong cuộc sống. Giờ cũng đã lâu, em và bạn cũng đã đi theo hai hướng khác nhau trong cuộc đời. Bây giờ em vẫn băn khoăn mãi, liệu rằng khi ấy em không thổ lộ mà đợi một thời gian nữa thì biết đâu em đã không ngã. Biết đâu em và bạn vẫn sẽ sánh đôi, và biết đâu chúng em giờ chẳng đã có một đám cưới rất vui rồi cũng nên. Nhưng nếu như cuối cùng cũng chỉ là nếu như mà thôi. Em hy vọng sẽ được nghe lại ca khúc Never Had a Dream Come True của S Club 7, vì em tin rằng sẽ có một lúc nào đó giấc mơ của em sẽ thành hiện thực khi em tìm lại được bạn ấy. Quý vị thân mến, chắc chắn là lá thư này trúng tim đen của rất nhiều người đúng không? Mùa Giáng sinh không chỉ là mùa để chúng ta vui chơi với bạn bè, mà hình như còn là một khoảng thời gian tuyệt diệu cho những lời tỏ tình. Và lời tỏ tình này dù có muộn màng nhưng vẫn sẽ rất ấm áp, mặc dù đó là những câu chuyện trong quá khứ. Người bạn gửi thư thân mến, bản thân Tùng cũng đi qua những chuyện tương tự như vậy. Và Tùng sẽ cùng với bạn tính chắc một điều rằng, dù không đạt được tình yêu trong quá khứ, dù mất đi một người bạn, nhưng chúng ta vẫn tin rằng tình yêu của chúng ta là đẹp và người bạn của chúng ta xứng đáng có được hạnh phúc, đúng không nào?